Tượng cô đẹp Phúc Tấn xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Rất vui gặp lại anh chị trong video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay của bên em. Và trong video này em muốn chia sẻ đến với anh chị một tác phẩm song mã phi tiên được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta. Và điểm đặc biệt của tác phẩm này là một tác phẩm với nguyên khối anh chị nhé, nguyên khối ạ, được chế tác nguyên khối. Nên là một tác phẩm rất là chất lượng, rất là VIP, đẳng cấp luôn ạ. Và hai chú ngựa này bên em đục tỉa rất là cân bông và sắc nét. Với tác phẩm ngựa này thì anh chị trưng bày ở trong nhà thì rất là đẹp, sang trọng. Và đặc biệt là anh chị nào tuổi ngựa thì rất là hợp phong thủy, hợp mệnh nha anh chị nhé. Tác phẩm song mã này thì với chiều ngang là 63, chiều cao là 40, chiều sâu là 20 phân. Và giá của tác phẩm là 3 triệu 700 nghìn đồng, em bao gồm cả phí ship về tận nhà anh chị ạ. Sau đây thì em sẽ quan sát lại cho anh chị ngắm từng chi tiết của tác phẩm ạ. Đây ạ. Đây ạ. Đầu tiên anh chị ngắm thế dáng thần thái của chú ngựa, nhìn rất là uy phong và dũng mãnh đúng không ạ? Hai chú ngựa bên em đục tỉa rất là cân bông và sắc nét đấy ạ. Từng cái chân một bên em được làm rất là cẩn thận này, phạc hết cả đi ở bên dưới này, đục kênh bong nổi hề hẳn một người cả chú ngựa luôn. Và thế dáng của chú ngựa phi nước đại ạ, phi rất là đang thế dáng là đang phi, nên là nhìn rất là thế dáng rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn. Những cái đường cơ bắp ở phía trên mông, trên đùi này bên em được làm tạo hình như thật luôn anh chị nhé. Đó, tạo nên một chú ngựa rất là dũng mãnh. Trên tác phẩm này thì anh chị nhìn ngắm những cái bờm của chú ngựa bên em đục tỉa kênh bong này, cái đuôi này đấy, đục tỉa rất là kỹ từng cái ngành lông một. Và ở cái phần trên cái thân người của chú ngựa này là hiện lên những cái đường vân rất là đẹp đấy ạ. Đấy, anh chị nhìn ngắm những cái đường vân ở trên mặt chú ngựa này, vân như vân cẩm luôn, vân cẩm này, vân dày đặc và nổi lên rất là nhiều nhá, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, đây là một cái anh chị có thể tưởng tượng đây là như là một cái cầu như ý đấy ạ. Anh chị ngắm kỹ lại giúp em nhé. Đây này, cái chân này. Bình thường là cái đôi chân ngựa này ở những cái tác phẩm chế tác ngựa thì không được liền đâu ạ, nhưng mà bên em là chế tác rất là cẩn thận nên là đây là một cái tác phẩm mà liền khối, được làm rất là công phu và tỉ mỉ đấy ạ. Anh chị nhìn cái thế dáng ngựa rất là đẹp, rất là khỏe đúng không ạ? Vân thì quá là đẹp rồi, chất gỗ hương ta, một cái màu gỗ rất là sáng và những cái đường vân nổi lên rất là đẹp luôn ạ, chất gỗ rất là già. Anh chị nhìn ngắm này, kênh bông sắc nét này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đã nhìn cái gương mặt của chú ngựa rất là có hồn luôn ạ, hàng kỹ nha anh chị nhé. Đã nhìn nhìn cái diện mặt rất là có hồn. Đây em sẽ quay đằng sau cho anh chị ngắm nhé. Sau cho anh chị ngắm lại. Đấy, mặt sau của tác phẩm đấy ạ, bên em cũng được tỉa cũng rất là kỹ càng. Đấy, mặt sau là mông nu rất là đẹp đây ạ. Từng cái đường cơ bắp, từ cái thế dáng, từng cái đường tỉa lông của bên em này, đằng sau bên em cũng được làm rất là cẩn thận chỉnh chu nhá. Đây ạ, mặt sau của chú ngựa cũng rất là đẹp luôn. Đấy, hàng độc tứ diện luôn ạ. Cả mặt trước mặt sau chất gỗ thì quá luột, không một lỗi vết luôn, chất gỗ già tinh lọc lõi luôn ạ, tinh lõi luôn. Anh chị nào đang tìm kiếm một sản phẩm bằng gỗ hương và song mã uyên ương, song mã phi thiên ạ, thì hãy liên hệ đến bên em nhé qua số điện thoại 0389 889968 ạ. Một đôi song mã rất là đẹp, đặc biệt là hàng liền khối, được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta, một đoạn gỗ rất là quý và rất là nổi trong thị trường Việt Nam hiện nay, được rất là nhiều người tin dùng đấy ạ, bởi vì cái chất gỗ rất là già cứng và không sợ bị mối mọt, và một có một cái màu đỏ rất là đẹp, dễ chơi, dễ trưng bày ạ. Vậy là anh chị nào muốn mua hàng thì liên hệ đến số điện thoại này của bên em nhé, 0389 889968 ạ. Và địa chỉ của bên em tại làng nghề Mộc Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương ạ. Vậy em xin báo lại kích thước và giá của tác phẩm nhé. Kích thước của song mã Uyên Ương, song mã Phi Tiên được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta với chiều ngang là 63, chiều cao là 40 và chiều sâu là 20 ạ. Giá là 3 triệu 7 bao ship về tận nhà anh chị nhé.
Cảm ơn anh chị đã theo dõi video, và anh chị nào lần đầu xem kênh của bên em thì nhớ ấn đăng ký kênh để đón xem những video giới thiệu sản phẩm của bên em và những buổi live stream xả hàng báo giá siêu rẻ để anh chị có thể sở hữu. Và anh chị thấy video hay thì hãy cho em ủng hộ bên em bằng một nút like vào video nhé anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã đón xem video và hẹn anh chị vào một video tiếp theo ạ.